Ôi xuống kìa, đi nè. Ôi như mất nước kìa. Đấy. Quá bình tĩnh, bình tĩnh. Mình thấy không? Quá con tổ. Ngoài hình sổ, lại đâu đây con tổ. Từ từ, bắt đi. Hai anh em xin chào cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Đấy, hôm nay hai anh em vừa mưa xong, nước đục lắm. Đục lắm. Hôm nọ mình câu ở bên kia. Đấy, bây giờ hôm nay mình câu bên này. Mình sẽ hôm nay sẽ không bơi nữa, sẽ đi vòng. Đấy, mình mong hôm nay nếu anh em theo dõi thì thật sự là liên tục thì những ngày nào mình qua đây đều là nhiều lươn to lắm. Hy vọng hôm nay cũng vậy. Đây mình sẽ đi câu dọc bơi. Cái dọc này đi ra. Đi lên. Đấy. Thì mọi người cố gắng xem hết video nhé, xem cuộc hành trình của hai anh em nhé. Thì câu hôm nay sẽ như thế nào. Đấy, thì mình đi thôi. Thì cố gắng tranh thủ đi sớm chơi mưa. Okay, hai anh em hai sợi. Mới mưa xong lẫm muỗi á. Muỗi ở đây đục ngứa lắm, nhỏ nhỏ đục ngứa quá chứ. Ôi anh mọi người ạ. Ôi. Ôi cảm giác lắm. Cái này được đây, cảm giác đây. Không thể lên xuống gì đâu. Được nó to quá. Lên dần rồi. Ôi nắng. Ôi mà rung rung cả đám luôn. Một đám sủi tắm ngoài kia luôn. Ôi, xoay 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 mọi người ơi. Ui giật này được của nó đấy. Ôi nắng. Thế này phải 3 lần đủ lên à. Mình chưa biết là thực tế là như nào. Không cảm giác lắm. Sướng này. Ôi nặng thế. Hả? Ăn rồi, làm kẹo. Không biết nó bị mắc kẹt kiểu gì, lãng phí đấy. Ôi cảm giác lắm. Sướng lắm mọi người ạ. Cảm giác phí. Cảm giác phí. Đây. Hàng đây.
Đây, ngon nha mọi người nhá. Hàng này là không chia vào đâu được này. Đây này, hàng ngon này. Ngon lành cần đào luôn này. Đấy. Hàng này là hàng ngon đấy. Em đầu tiên nhá. Ở đây, mình cho lên bãi đất này. Hàng này hàng ngon nhá. Hàng này là ngon lành cần đào đây. Đấy. Đâu rồi? Ngon lành nhá. Này. Xem nhá. Tuyệt này là quả đỉnh nhá. Quả phê à. Đấy, bên này thì có lươn to. Béo lắm, béo ú. Được à. Mở màn cho cuộc chiến dịch đấy. Lại bò rồi. Ngon nhá mọi người nhá. Luôn ngon nhá. Đấy. Được này này. Khỏi bị chê. Tuyệt vời. Tuyệt chưa? Cảm giác thật, kiểu cảm giác thật ấy. Đó, bên ra mình nè, đúng rồi. Đứa trẻ này. Ui, ui, anh em ơi. Cứ như có kiểu, người ta làm cái bẫy gì đây. Bồ khỉ. Gì không để ý, không ủ gì đây. Người ta làm cái chậu gì thế này. Đúng vật vả. Không biết cái này có con gì không. Ui, không có con gì. Đậm phật, ướt hết cả dây. Mình tiếp tục làm mọi người. Mình mưa xong nó cũng đục. Tạp tuyệt á. Quan trọng lắm. Nặng thế rồi. Nhỏ. Ôi, máy. Ôi, nhỏ. Máy mất. Đưa đấy mà nhỏ. Mà trời. Tưởng nó nhỏ à? Tưởng nó nhỏ. Nó sống. Không có gì. Đây. Ôi, con to thế nhỏ. Suýt mất. Ngon lành hai em. Máy đỏ lên chút tỏ bí hận luôn. Đấy, ngồi chủ yếu điểm này, ngồi vừa uống nước, câu gọi nó ăn liền á. Như thế nào? Bài đầu luôn. To không?
Thôi nhử nó làm gì? Nó có lên đâu. Ôi xuống kìa, lên kìa. Ôi nhìn mặt nước kìa. Đấy. Quá bình tĩnh, bình tĩnh. Mày thấy không? Quá con tổ. Ngoài sổ lại đâu đây con tổ. Từ từ, bắt đi. Quá con tổ. Xứng đáng. Xứng đáng công lão. Con chú nó ngồi nhờ. Đây đây, lùi lại đây. Ngoài con tổ. Trời ơi, nó to mà nó dài. Dài. Hiếp. Ủa, là cái này. Đấy. Đợt nãy thì nó bao nhiêu năm này. Nó sọt lại đây này. Còn chúng mình câu chưa hết. Sọt lại đây. Và. Gớm quá. Chờ mà thích sướng. Sao vừa đây rồi. Này, cái đầu này. Cái đầu nó ghê chứ này. Này, ui. Nhìn được sướng chưa? Ngoài quá đà luôn anh em ạ. Vui vui nhưng mà được cải vui nhưng mà bây giờ hiện tại mình đang bị treo giò không bật kia kiếm tiền, buồn quá. Rồi ok. Rất chi là vui. Còn như này thì xứng đáng là cả ngày đi câu như này, chỉ cần một con như này thôi. Khiếp, lươn nhưng mà to thế. Ôi. Có phải hàng cũ không hay hàng mới? Không biết. Hả? Mọc thế thôi chứ chính hơn ạ. Nhưng to thế nhỉ? Ô, đàn này vào cái trường thì mọc nó bơ nó một lúc nữa. Rồi đi vòng xuống kia. Ôi. Bờ sông lý tưởng. Bên tìm hết chưa? Tìm quá rồi. Một con ăn nhưng mà nó nhỏ quá không ạ? Nhỏ à? Đấy, nhỏ bộ. Ôi, sướng quá mọi người ơi. Hàng nó mình móc ra này. Đấy, nó không ăn này. Bây giờ nó này. Nó đẻ này. Ở trên này. Nó đẻ chưa? Để này. Đấy, ông nào mấy mà mới câu thì nó là xong rồi. Đấy tháng trên này rồi. Đấy tháng trên khô nhé. Sao nằm xong rồi. Đấy. Rồi mình không móc ra làm gì. Đấy, tội rồi. Cho để xong rồi. Trứng nó thoa lo lên rồi. Mảnh trứng to đấy. Trứng này đầy luôn. Cái này lên to rồi nhá. Móc ra thôi, nó không ăn lên này. Dầu móc ra. Đấy, câu nó không ăn đấy. Hàng to á. Nên là lì tỉ lã lấp lại. Cho nó con kia nó con kiến có thứ nó khỏi ăn. Đi nhá, mình được rồi, bài ép rồi. Không cố thêm em này làm gì, tội. Mình tiếp tục nào mọi người. Bên chủ ăn chưa? Ăn rồi á? Bên chủ đặt ăn rồi, nhưng mà... Ăn nó nhỏ mấy lạng? Mấy lạng?
Bỏ đi khỏi. Con nhỏ thôi. Vì mình biết cái hang này, cái ao này là mình từ lúc mình khám phá ra thì chỉ mỗi mình câu thôi. Còn lần rưỡi thì không bắt đâu. Hai lần rưỡi con phải xét. Xét mà hôm nào không có thì bắt. Hai lần rưỡi là bắt. Đấy, mình là cái câu bên kia. Dạy xong bên kia được à, em còn thêm mấy hang nữa nhưng không ăn. Nói chung là cũng nghi ngờ 50% thôi, còn có cái hang đẻ kia thì không có. Lắp lại để nhìn thấy thì tội đổ ra thôi. Cái gì nhờ mình sẽ cất ở đây ngay đây luôn, mình không mang về nhà. Bắt hai con kia vào trước đi. Lươn hẹn này. Lươn. To đấy, to lắm đấy. Cân được bao nhiêu thì mình cắt con to này xem, mình dạng. Cắt đi. Thỉnh thoảng gặp lên cùng như này sướng quá. Một cân mốt. Một cân mốt này. Ui mà. Để lâu nó mờ nó mờ. Một cân mốt chiếc. Một cân mốt rồi. Bắt hai con nhỏ vào kia để con to lại. Này to đấy, vàng ướm. Mình về nhà nó ồn quá, mạch móc người ta làm bên cạnh ồn ào. Đây. To này có 5 lần rưỡi nhé, đây 5 lần rưỡi, năm lần rưỡi mà to thế nhỉ. Nói chung bây giờ kiếm người hang này khoai lắm nhỉ. Đằng này dạng là khoai dài nhưng mà nó hơi úm. Cho vào luôn. Dài lắm ấy. Khiếp, nhìn nó màu mè ghê. Không biết bao nhiêu năm lớn lên được như gì đấy. Thôi được rồi, mình cũng vui mừng quá. Cũng xin chào cả nhà ở đây luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở các ở video sau của mình nhé. Xem ai chưa đăng ký thì bạn đăng ký luôn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.